Sáng nay ngày 25 tháng 11, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện các chính sách pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với đoàn. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có trên 8.100 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó đoàn thanh niên các cấp đã hỗ trợ xây dựng gần 2.500 hộ kinh doanh cá thể, 2 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã và gần 700 doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 958 dự án khởi nghiệp, mô hình phát triển kinh tế được hỗ trợ từ đề án chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, với tổng số vốn 71 tỷ đồng tạo việc làm cho gần 2.000 lao động. 27 trên 27 đơn vị cấp huyện thành lập các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi. Trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chính sách, pháp luật về thanh niên khởi nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các chính sách thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên. Các ngành, các cấp đã xây dựng kế hoạch và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, bố trí ngân sách và tăng cường các nguồn lực hỗ trợ để đoàn thanh niên cùng cấp triển khai tại địa phương, tổ chức nhiều sự kiện khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Nhiều chương trình, mô hình thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế hiệu quả, nhiều doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được thành lập mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, số lượng các mô hình kinh tế tập thể của thanh niên chưa đạt như kỳ vọng, năng lực cạnh tranh chưa cao, chưa thực sự bền vững, kiến thức quản trị doanh nghiệp chưa cao, công tác xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất với bao tiêu sản phẩm chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của thanh niên. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã chỉ ra một số hạn chế trong triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh liên quan làm rõ nguyên nhân và có giải pháp cụ thể để khắc phục trong giai đoạn tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị các sở, ban ngành liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn công tác để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, trong đó đánh giá cụ thể những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân để báo cáo và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên, ban hành các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên, đồng thời đề nghị tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, nhất là tổ chức đoàn thanh niên cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vai trò của khởi nghiệp, vai trò của thanh niên trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành địa phương trong việc cụ thể hóa các chỉ đạo, kế hoạch chung của tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về khởi nghiệp cho thanh niên. Cùng với đó, tăng cường truyền thông về phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, hình thành các câu lạc bộ, tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm, kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên, quan tâm, tạo môi trường, điều kiện, cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.